chào tất cả các bạn những con sóng sẽ ở ngang anh em. Đây mình cũng chia sẻ đây giả cào chiếc của Lagi về cửa ngã anh em xem, rất là nguy hiểm luôn khi chạy cặp những con bà cản hay bà kè nha anh em. Đó này thấy chưa, những con sóng sẽ ở ngang anh em, rất là nguy hiểm luôn. Đó, còn mình cũng chúc tất cả các anh về thật nhiều sức khỏe luôn, đặc biệt là chủ ghe đi chuyến này là chuyến đó luôn nha. Đó được không, giả cào chiếc của Lagi nha nè, Bình Thuận là 99090 TS nè, không rất là ớn ăn luôn nè, thấy không. Đó, mấy đại ca đang ngồi từ giỡn ở trong cabin, thấy không, đâu dám ở ngoài đâu nè, sóng to gió lớn quá. Chào chiếc Lagi để tăng tốc về cửa cảng nha anh em. Rồi khi mà anh em về cũng giữ an toàn 5K luôn nha. Đó, con này tầm cũng 20m để lại nha, 89m anh em, không giỡn đâu. Đó, giả cào chiếc Lagi đã tới cửa cảng nha anh em. Sau những giờ lên đên trên biển, các anh cũng đã về với gia đình và vợ con rồi. Rồi tiếp tục mình cũng chia sẻ với anh em nè, ghe đang nhảy sóng về cửa cảng nè anh em. Đó, nãy giả cầu chiếc qua giờ tới chiếc ghe đánh lưới về cửa cảng, gặp những con sóng này anh em xem, anh xem những anh em phải xem những pha nhảy sóng như thế nào nha anh em. Anh em mình cũng cố gắng xem hết những clip của mình để mình có động lực làm những video tốt hơn nha, mình sẽ chia sẻ những cảnh hấp dẫn nhất đến với anh em. Trừ khi mình hết clip, mình sẽ không có tạo những tình huống ly kỳ cho anh em mình xem thôi, mình sẽ chia những cảnh thật cho anh em mình. Nhiều anh em cũng nói mình quay hơi rung, không phải là rung, nhưng mà vì ở ngoài này gió rất là lớn, sóng rất là lớn luôn nha anh em cũng thông cảm cho mình, nhiều clip hơi bị gắt rung, quay hơi xa hay mờ, vì mình quay xa để cho anh em mình ngắm nguyên một cái đoạn đường dài cái ghe về cái cảng cực khổ như thế nào nha anh em, ghe lặn nha anh em. Đó, về cái cảng Bình Thuận nè, 9793 TS đang tăng tốc về cửa cảng. Khi mà trời nổi gió không có một bóng người ở ngoài, vô cabin hết tất cả các bạn ạ. À, vô cabin hết rồi, giống gió lớn quá ở ngoài ướt hết sao. Vậy là các bạn cũng đủ hiểu con sóng lớn như thế nào rồi đó. Thấy không? Khi tầm 15m đổ lại anh em, về ngang hẳn 5m rưỡi anh em. Đậu về cửa cảng luôn nha anh em. Rồi chào tất cả các bạn, này hôm nay mình chia sẻ cảnh ghe ra vào cửa cảng Lagi luôn nha anh em. Đó, ngày mới mình cũng chúc tất cả đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe luôn nha. Giờ năm mới đến rồi thì mình cũng chúc anh em trên ghe nhiều sức khỏe và chủ ghe làm ăn thắng lợi luôn nha. Rồi khi nào rảnh rỗi anh em có xem được clip vô ủng hộ mình luôn nha. Đây gặp ship nè anh em. Đây đánh lú rồi nè. Cái cảng nước này rất là đẹp nè. Đó, trước mặt của anh em là cái chuồng tải cá về cửa cảng, em thấy không nè, đang về cửa cảng tốc độ rất là dữ luôn nha anh em. Rồi mình cũng chúc cho tất cả mọi người mọi miền đất nước thật nhiều sức khỏe luôn. Rồi các bạn yêu mến mình vô và ủng hộ mình, đăng ký kênh cho mình có động lực làm những video mới luôn nha.
Rồi những gì mình chưa tốt thì anh em cứ comment phía dưới để cho mình khắc phục, chữa luôn. Đây mình chia sẻ về ghe tàu xuồng biển luôn cho anh em mình cùng những ai yêu mến nghề biển vô ủng hộ và đăng ký cho mình luôn nha. Ở đây không có xuồng tải cá, lương thực thực phẩm thiết yếu gì cho những ghe neo đậu ở ngoài cửa cảng, cũng đang về cửa cảng rồi đó anh em. Cái xuồng này đang ra ngoài cửa cảng rồi anh em. Nói là anh em muốn ghé đến gặp ship Ốc Hương về cửa cảng này anh em ơi. Rồi mình chúc tất cả anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe luôn, khi về mình cũng giữ an toàn 5K luôn nha. Đây gặp ship Ốc Hương à. Tỷ 22 nè. Tỷ 122 TS này nè. Nó đang về cửa cảng luôn nha anh em. Sau những giờ đặt gặp ship Ốc Hương rồi giờ anh cũng đã về về cửa cảng rồi. Mấy sư phụ cũng đang tranh thủ giá gặp ship này nữa không. Hôm nay nước rông rất là rông luôn nè. Xuồng ghe lớn ít chạy vào đó anh em ha. Thuyền thúng của La Ghi cũng đang về cửa cảng anh em thấy không nè. Đó, thuyền thúng là đánh là cá chích đồ anh em, vũ cá chích anh em.